mọi thứ đang ổn, dù cửa đi tiếp của Việt Nam rất hẹp. Ban huấn luyện đã trao đổi với các cầu thủ rằng phải cố gắng lách qua khe cửa đó, ông Tuấn trước buổi tập chiều 22 tháng 9. Về tính toán chi tiết, đó là việc của ban huấn luyện. Còn nhiệm vụ của các cầu thủ là tập trung chơi tốt trận đấu Arab Saudi. Sau trận ra quân thắng Mông Cổ 4-2, Việt Nam thua Iran 0-4 và rơi xuống thứ 3 bảng B. Trong nhóm tranh vé vớt, đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn đang đứng thứ 4 vị trí cuối cùng được đi tiếp. Ở loạt trận cuối cùng, Việt Nam gặp Arab Saudi. Đối thủ này đang đứng thứ 57 FIFA, hơn Việt Nam 38 bậc. Nếu thắng, Việt Nam sẽ đi tiếp nhờ đứng một trong hai vị trí đầu bảng. Nếu hòa, đội chắc chắn đứng thứ 3 và nhiều cơ hội đi tiếp. Khi so 5 đội cùng đứng thứ 3, kết quả giữa họ và đội đứng thứ 4 trong bảng sẽ không tính. Vì thế khi đó Việt Nam có một điểm, chỉ cần hơn một trong 4 đội còn lại. Nếu thua Arab Saudi, cơ hội đi tiếp vẫn còn với Việt Nam bởi khi đó đội vẫn chắc chắn đứng thứ 3. Tuy nhiên, cánh cửa sẽ hẹp hơn nhiều. Trước hết đội cần hạn chế tối đa bàn thua để cạnh tranh hiệu số bàn thắng bại với các đội thứ 3 khác. Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết các cầu thủ rất buồn sau trận thua toàn diện trước Iran. Tuy nhiên, ông khẳng định mọi thứ đã qua và các cầu thủ đã trở lại tập luyện hưng phấn với trạng thái bình thường. Trận tới, Việt Nam sẽ không có trung vệ Đức Anh bị treo giò vì đã nhận hai thẻ vàng. Nhưng ông Tuấn không lo lắng. Hôm qua, tôi thay Đức Anh bằng Nam Hải. Đó là bước khởi động để Nam Hải thay thế vị trí đó. Cậu ấy từng chơi vị trí này ở U23 Việt Nam cũng như Sông Lam Nghệ An. Ngoài ra, chúng ta còn Minh Trọng có thể đá hậu vệ trái được, ông nói.